Hằng xin chào các cô chú, xin chào anh chị, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với buổi live stream ngày số 12 với chủ đề Tư duy triệu phú phần 2 trong chuỗi live stream 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để đạt được những mục tiêu ước mơ trong cuộc sống, thành công về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Xin chào bạn Phạm Hương, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Hằng chia sẻ về cái tư duy mà Hằng đã được học từ những người thầy của Hằng. Đó là một ngành khoa học được viết nên thành những cuốn sách các anh chị. Chứ Hằng cũng không tuyên truyền cái tôn giáo hay đạo giáo nào cả. Và cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Hằng. Cảm ơn bạn Hương. Và hôm nay thì Hằng tiếp tục chia sẻ về những cái tư duy triệu phú phần 2. Và hiện tại thì Hằng đang tham gia nhóm học tập học về phát triển bản thân. Chào Gia Linh. Khai mở tư duy, ứng dụng những kiến thức của ngành khoa học tâm thức này để đạt được những cái mục tiêu ước mơ trong cuộc sống. Và trong nhóm học tập của Hằng, rất nhiều các anh chị ứng dụng cái tư duy này, có rất nhiều những cái thành công về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Trong đó Hằng cũng đã có những cái bước đầu thành công, có những cái kết quả rất là tuyệt vời. Ví dụ như là Hằng kết nối tốt với con, hiểu con hơn, hiểu chồng hơn, chữa lành được với bố mẹ của mình, yêu thương mọi người xung quanh mình hơn. Và rất nhiều các anh chị còn chia sẻ là có những cái nguồn tiền nó thu hút về bất ngờ. Rồi có những người có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng thì bây giờ mẹ chồng rất là yêu thương và còn cho đất rồi cho tiền nữa các anh chị. Thực sự rất là tuyệt vời. Nên là Hằng muốn chia sẻ để nhiều người biết đến cái tư duy này. Chúng ta cùng ứng dụng học tập để ứng dụng vào trong cuộc sống, tất cả các khía cạnh trong cuộc sống để chúng ta đạt được những cái mục tiêu ước mơ của mình. Hằng xin cảm ơn cả nhà. Các anh chị, nếu như hiện tại chúng ta chưa hài lòng với cái kết quả của mình, với cái sức khỏe, với tài chính, với mối quan hệ của mình, thì chúng ta hãy cho mình một cái cơ hội để trải nghiệm học tập cùng với nhóm trong câu lạc bộ học Zoom sáng, Zoom trưa, Zoom tối miễn phí các anh chị. Và thầy của Hằng rất là hay nói câu là chúng ta cứ tin đi lỡ giàu thì sao. Hằng thấy mới đầu nghe cái câu nói này thì Hằng không có cảm xúc gì, nhưng Hằng tham gia câu lạc bộ 5 tháng nay và Hằng thấy câu nói này thực sự là ý nghĩa các anh chị. Và anh chị có tham gia ứng dụng và đạt được những cái kết quả thì vô cùng là tuyệt vời. Còn nếu mà chưa thấy phù hợp thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm cho mình những cái cơ hội khác thì chúng ta cũng chẳng mất gì, đúng không ạ? Hằng xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng, sức khỏe, hạnh phúc, ngập tràn trong ý niệm tình yêu thương và lòng biết ơn, và tất cả những phước lành đến với chúng ta. Xin chào Vân Anh Bùi, xin chào cả nhà. Và hôm nay thì Hằng tiếp tục chia sẻ về cái những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện, những cái bài học trong cuộc sống mà Hằng đã được học từ những người thầy của Hằng để giúp chúng ta thay đổi những cái tư duy. Và những cái người thầy của Hằng là những cái người rất là thành công, là những doanh nhân thành đạt, là những triệu phú đô la và đa triệu phú đô la. Và các anh các chị biết rằng là Hằng cũng đã từng chia sẻ những cái video trước là năng lượng thì bằng ngân lượng, mà năng lượng cao thì chúng ta sẽ là người chiến thắng những cái cuộc chơi về tài chính, cuộc chơi về sức khỏe, về mối quan hệ. Và năng lượng là tất cả mọi thứ. Và hôm trước thì Hằng cũng đã chia sẻ về cái tư duy đầu tiên, đó là bỏ quỹ tự do tài chính hàng ngày, đó là cái quỹ chi trả cho chính bản thân mình trước. Và cuối ngày thì chúng ta kiểm đếm số dư.
Và một trong những cái quy luật của vũ trụ ấy, thì bạn tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Cho nên chúng ta tập trung vào số dư hàng ngày thì số dư sẽ tăng lên theo thời gian. Xong thông qua cái luật hấp dẫn thì chúng ta sẽ thu hút được những cái điều tuyệt vời đến với chúng ta. Và luật hấp dẫn thì các anh các chị, nếu mà ai chưa từng nghe đến thì anh các chị có thể tra trên YouTube, tra trên Google. Luật hấp dẫn là gì? Thì luật hấp dẫn hiểu một cách đơn giản là những cái gì giống nhau thì nó hút nhau. Chúng ta phát ra cái tần số năng lượng nào, chúng ta sẽ hút về cái tần số năng lượng đó. Và luật hấp dẫn thì nó cũng giống như là sóng điện thoại, sóng wifi ấy, chúng ta không nhìn thấy. Nhưng nó có thật các anh chị. Và các anh chị tìm hiểu, học tập, ứng dụng thì sẽ thấy kết quả. Cảm ơn cả nhà. Và cái thói quen thứ hai là thói quen ăn mừng thành công. Chúng ta đã làm được những cái gì trong ngày, thành công về sức khỏe như thế nào. Và chúng ta ví dụ như là chúng ta đi bộ hay là tập thể dục, rồi tiền về là bao nhiêu, rồi học tập phát triển tư duy như thế nào. Chúng ta hãy ăn mừng những cái thành công, thì tiềm thức của chúng ta hiểu rằng chủ nhân của tôi rất là thích cái điều này, và nó sẽ đi tìm nguồn lực cho mình nhiều hơn. Và chúng ta ăn mừng từ những thành công nhỏ thì chúng ta sẽ có những cái thành công lớn. Và hãy nói lời biết ơn với chính mình, biết ơn những người thân của mình và những người xung quanh mình. Và chúng ta hàng ngày hãy ôm lấy cơ thể của mình và biết ơn, ví dụ như là biết ơn cơ thể khỏe mạnh của tôi nó đang duy trì sự sống cho mình này. Biết ơn, yêu thương từng cơ quan bộ phận trên cơ thể của mình, rồi biết ơn bộ não thông minh trí tuệ của mình đã giúp cho mình có những cái quyết định sáng suốt để chúng ta thành công trong cuộc sống. Xin chào Lan Lê, xin chào cả nhà. Và nói với chính mình rằng tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Đó là những cái tư duy của một ngành khoa học tâm thức các anh chị. Các anh chị theo dõi hàng thì sẽ hiểu cái điều này. Và tôi biết ơn những người thân trong gia đình của tôi luôn tin tưởng tôi và hình dung những cái khuôn mặt của họ. Và cảm ơn ví dụ như bố mẹ của mình đã sinh ra mình để mình có một cái cơ hội được sống, được có mặt trên cuộc đời này để chúng ta được hưởng những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống. Biết ơn chồng, vợ của mình, biết ơn các con của mình vì họ luôn yêu thương mình và luôn ở bên mình. Mình hãy biết ơn và trân trọng những cái vật chất mình đang có, và biết ơn chiếc xe mình đang đi, biết ơn ngôi nhà mình đang ở, rồi biết ơn tất cả những gì mình đang có, như là cái đôi giày, bộ quần áo mình đang mặc, tất cả đều là mang năng lượng hết các anh chị. Nên là chúng ta hãy biết ơn thì chúng ta sẽ có được nhiều hơn. Và cái top 1% dân số trên thế giới thì chiếm 96% tài sản của toàn thế giới. Nên chúng ta mong muốn có thành công thì có thể làm theo và học theo những cái thói quen của người thành công. Và bao nhiêu năm rồi chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta nó đã đạt như mình mong muốn hay chưa? Còn nếu chưa thì chúng ta hãy cho mình cơ hội để chúng ta thay đổi, chúng ta tham gia những cái cuộc chơi để giành chiến thắng. Và đã tới lúc chúng ta cần phải thay đổi, cần phải học theo những cái người thành công, học theo những cái tư duy của họ. Và có ba cái nhóm người. Nhóm thứ nhất là những khán giả. Người ta chỉ đứng nhìn thôi. Ví dụ như trong Zoom Hằng tham gia học tập thì có những cái quy trình thầy của Hằng nói rằng hãy ôm lấy cơ thể của mình và nói những cái lời biết ơn. Thì có rất nhiều người chỉ đứng nhìn và là khán giả. Và người ta xem, đứng xem thôi. Nên là khi đó thì họ cũng không có cái kết quả gì cả. Chỉ khi mình làm thì chúng ta
mới có kết quả. Và thấy một cái điều gì đó cũng hay hay chẳng hạn. Ví dụ như Hằng chia sẻ như thế này, thì có rất nhiều người cũng thấy cái trí tuệ này hay, nhưng mọi người còn nhìn xem, đợi Hằng có kết quả thì mọi người mới học chẳng hạn. Thì đợi Hằng có kết quả thì lúc đấy Hằng đã đi quá xa rồi đúng không ạ các anh chị? Và cái nhóm người thứ hai thì họ có tham gia, nhưng tham gia một cách hời hợt. Và Hằng cũng đã chia sẻ hôm trước là chúng ta tham gia với 99% thì chúng ta cũng chưa thể thành công được. Ví dụ như nước sôi nước 99 độ thì vẫn chưa là sôi, nó vẫn chưa thể bốc hơi được. Nên hãy tham gia với 100% năng lượng thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Và phần thưởng thì luôn dành cho những người chiến thắng, không dành cho những khán giả, không dành cho những người chơi hời hợt. Chúng ta có thể xem hàng ngày, chúng ta có thể xem những cái đoạn video của những cái người thành công, người giàu có. Họ là những người nghiêm túc nhất, họ nỗ lực nhất, họ tập trung nhất, họ tham gia cuộc chơi với 100% năng lượng. Đó là cái lý do mà họ thành công và họ giàu có. Người thầy của Hằng là nằm trong cái top 1% người giàu trên thế giới. Thì Hằng và các anh chị tham gia học theo người thành công thì rất nhiều người đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời các anh chị. Và cái việc làm hôm nay của chúng ta ấy, nó sẽ là những cái hạt giống, nó sẽ là cái hạt mầm để tạo cho chúng ta có những cái quả ngọt hay là quả không ngọt trong tương lai. Và hiện tại thì ngày hôm nay nó liên quan đến tương lai của chúng ta. Người thành công thì họ luôn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình và họ tham gia trò chơi để giành chiến thắng. Và cái tư duy số 3 là người giàu thì họ quyết tâm làm giàu, còn người chưa giàu thì họ chỉ muốn giàu thôi. Đó là cái thái độ và cái ý định của họ. Người giàu là họ nhất định phải làm, họ sẵn sàng làm mọi cách để đạt được kết quả. Họ dành thời gian để học tập, để phát triển tư duy. Họ sẵn sàng làm cái việc mà người chưa giàu không làm, những người khác không làm. Ví dụ như là cùng tham gia nhóm học tập, rất nhiều người nói rằng là tại sao bạn lại đạt được những kết quả như vậy, và tôi thì lại chưa thấy kết quả đâu. Bởi vì hàng ngày, ví dụ như bản thân Hằng, từ khi Hằng biết đến câu lạc bộ, Hằng nhận được rất là nhiều giá trị. Có thể là chưa đạt được 100%, cũng có những cái hôm thì sức khỏe mình không tốt thì mình cũng không dậy được đúng giờ. Nhưng 4 rưỡi là Hằng dậy để vào học tập cùng với câu lạc bộ và với quy trình thu hút năng lượng đỉnh cao buổi sáng của ông Tony Robbins, diễn giả nổi tiếng trên thế giới. Nhưng rất nhiều người hơn 5 giờ họ mới vào, nhưng họ lại mong muốn có kết quả như mình, đúng không các anh chị? Cho nên là đó là một cái ví dụ mà mình tham gia một cách là 100% năng lượng. Và chúng ta hay có những cái lý do, mà lý do thì luôn luôn đúng. Ví dụ như là bạn còn bận cho con ăn, hay bạn còn phải đón con này, rồi bạn con nhỏ này. Trong nhóm học tập của Hằng có những chị con chỉ có vài tháng thôi, mẹ học con học anh chị ạ. Khi người ta nhận được cái tư duy, cái trí tuệ này, con học cùng mẹ, sau này con sẽ rất là giỏi. Bởi vì con nghe được, con cũng hiểu đấy. Vì cái tiềm thức của chúng ta với trẻ là nó như nhau, nó cũng như một đứa trẻ 3 tuổi thôi. Nên là các con học cùng mẹ, chắc chắn là các con sẽ trở nên những cái đứa trẻ thông minh và tài giỏi. Những người thầy của Hằng nói như vậy các anh chị, và Hằng cũng thấy điều này rất là đúng. Và người khác thì sợ, nhưng mà chúng ta làm bất chấp những cái nỗi sợ hãi. Kể cả đã bị từ chối thì chúng ta cũng rút ra những cái bài học cho mình. Và người thành công ấy, thì
là họ kinh doanh rất là giỏi, và cái việc bán hàng của người ta ấy, là những người bán hàng xuất sắc, là những người sale rất là giỏi, nhưng mà nhiều người lại không dám làm. Thì bạn phải gõ cửa từng nhà, chia sẻ với từng người. Thì có những người không sẵn sàng làm cái điều đó, bởi vì chúng ta cứ gõ cửa chắc chắn sẽ có người mua hàng của chúng ta, mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Nếu chúng ta đủ tin tưởng nó là tốt, chắc chắn sẽ có người mua các anh chị. Vì hàng nào cũng thế, không phải gõ cửa 100 nhà thì cả 100 nhà mua. Cho nên là chúng ta hãy tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào cái sản phẩm của mình, là sẽ giúp cho nhiều người có cuộc sống trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu có hơn. Thì chúng ta cứ làm thôi, và chúng ta trao giá trị cho nhiều người thì thị trường sẽ chi trả cho chúng ta kết quả xứng đáng. Và nếu bạn muốn trở nên thành công và giàu có thì bạn phải cam kết, phải dám là làm những cái việc mà số đông người khác họ không dám làm. Hành động bất chấp nỗi sợ hãi, và bạn làm đi làm lại nhiều lần thì bạn sẽ trở thành một chuyên gia. Bạn sẽ thành công, bạn sẽ chiến thắng, sẵn sàng phục vụ người khác, mang lại giá trị cho nhiều người khác, phụng sự cho nhiều người, thì thị trường sẽ chi trả cho chúng ta cái kết quả xứng đáng. Và có một cái tư duy là người giàu thì suy nghĩ lớn, còn người chưa giàu thì suy nghĩ nhỏ. Suy nghĩ nhỏ là họ chỉ tập trung vào những cái điều nhỏ nhặt, những cái tư duy hạn hẹp. Và còn những người giàu thì người ta hành động cao thượng, suy nghĩ thì khoáng đãng. Chúng ta có quyền suy nghĩ lớn hoặc suy nghĩ nhỏ. Và ngay cả cái suy nghĩ trong đầu mà chúng ta còn không dám nghĩ nữa, thì làm sao chúng ta có thể thành công được? Và bạn chưa chiến thắng được trong cái tâm trí của mình ấy, thì làm sao bạn có thể chiến thắng cái cuộc chơi trong cuộc đời này? Nên chúng ta hãy học tập, phát triển tư duy, học từ những người thành công, để chúng ta cài đặt lại những cái niềm tin, những cái tư duy nó hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta. Bởi vì tư duy lớn thì sẽ có tầm nhìn lớn, sẽ có kết quả lớn. Và suy nghĩ thì tạo ra hành động thì tạo ra kết quả. Ví dụ như bản thân Hằng, từ khi Hằng học được những cái tư duy, những cái trí tuệ này, thì có những người người ta nói rằng là Hằng học cái tôn giáo hay cái đạo giáo nào rồi bị lừa với thế nọ thế kia. Nhưng bởi vì cái tư duy này mới có 1% dân số trên thế giới biết đến và ứng dụng thành công, mà mình lại ứng dụng, mình có kết quả rồi thì mình cứ làm thôi. Mình cũng chẳng cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Và Hằng bắt đầu thay đổi thì Hằng hiểu con hơn, và biết cách dẫn dắt con, và con ngoan ngoãn hơn. Rồi chúng ta biết cách tốt nhất để được yêu thương con của mình, để con phát triển một cách tốt nhất và hỗ trợ cho sự thành công của con. Và không những chỉ như vậy, ví dụ như này, một bức tường mình mới sơn rất là đẹp, thì con vẽ bậy cái mực, cái màu lên chẳng hạn, thì nhiều người lớn chúng ta nói rằng sao con lại vẽ bậy như thế. Nhưng có một người mẹ có tư duy và hỏi cái suy nghĩ của con là con tại sao con lại vẽ lên như vậy, thì con nói rằng mẹ ơi, con nhìn thấy một đàn kiến nó đi, mẹ con vẽ cho kiến nó đi mẹ. Con có một cái tư duy rất là thông minh như vậy, nhưng chúng ta lại suy nghĩ theo cái suy nghĩ của mình, cho nên là những cái điều đó nó không hỗ trợ cho sự thành công của con. Và Hằng không những mong muốn mình biết cách yêu thương dẫn dắt con, mà các con của mình còn thay đổi sau này đến thế hệ các cháu của mình, để các con của mình biết cách yêu thương các cháu, biết dạy con, biết dẫn dắt con như nào để cho
con trở thành những cái đứa trẻ thông minh và sáng tạo nhất các anh chị. Thực sự cái điều đó Hằng rất là suy nghĩ rất là nhiều, nên là bản thân Hằng ấy, người thân rất là ít người ủng hộ, có 2 người ủng hộ thôi cả nhà, nhưng Hằng vẫn quyết tâm làm. Hằng vẫn quyết tâm bởi vì Hằng thấy cái trí tuệ này nó rất là tuyệt vời và rất cần thiết cho cuộc sống của mình, và mình muốn trao giá trị cho nhiều người biết đến để chúng ta cùng học tập, ứng dụng và thành công. Cho nên là hôm trước dì của Hằng nói là dì đi tập huấn cũng nói về cái tư duy này để dạy cho các con trong nhà trường, và Hằng càng có động lực hơn các anh chị. Và một cái điều nữa là trước đây Hằng thì chưa bao giờ dám nghĩ lớn đâu các anh chị, chưa bao giờ dám nghĩ mình đi du lịch nước ngoài. Thế nhưng từ khi Hằng học tập cái tư duy này thì Hằng đã dám nghĩ lớn hơn. Bởi vì chúng ta nghĩ lớn thì cũng chẳng ai đánh thuế mình cả. Tại sao mình không dám nghĩ lớn? Mình dám nghĩ thì mình mới dám làm, đúng không ạ? Và Hằng đã có một cái mong muốn là Hằng được đi du lịch nước ngoài, đi du lịch vòng quanh thế giới cùng câu lạc bộ. Ngày hôm nay Hằng nói ở đây thì Hằng rất là tin tưởng là một ngày gần nhất, mục tiêu của Hằng là năm 2023 Hằng được đi du lịch châu Âu cả nhà. Cả nhà hãy chúc phúc cho Hằng nhé. Cảm ơn cả nhà. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ lớn. Và chúng ta dám nghĩ lớn thì khi chúng ta có tư duy lớn. Xin chào bạn Yến, xin chào cả nhà. Khi chúng ta có tư duy lớn thì chúng ta hãy xem những người giàu họ làm gì, họ đọc sách gì, họ có thói quen gì, và họ có niềm tin gì, và họ cam kết với chính mình như thế nào. Và chúng ta cần phải học tập theo họ, cam kết với chính bản thân mình và định vị mình là ai, mình mong muốn trở thành ai. Và Hằng thì Hằng rất là ngưỡng mộ doanh nhân Trịnh Phương, các doanh nhân trong câu lạc bộ của Hằng. Hằng rất muốn mình trở thành những người truyền cảm hứng, chia sẻ cái giá trị này đến nhiều người để chúng ta cùng học tập, ứng dụng và thành công trong cuộc sống, hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có. Chúng ta có những cái cách làm, và khi chúng ta đã quyết định thì không có gì có thể cản được chúng ta. Và cái điều này chính bản thân Hằng đã thấy điều đó. Mặc dù người thân nhiều lúc họ làm cho mình không vui một tí nào, nhưng Hằng tin vào con đường mình đi, Hằng tin vào cái trí tuệ này, và Hằng cứ làm thôi. Thì Hằng rất là bình an. Và khi học tập thì Hằng rất hiểu là họ quan tâm đến mình, họ lo lắng cho mình, nhưng bởi vì họ không có tư duy giống mình. Hằng chỉ nghĩ một điều đơn giản như vậy thì Hằng rất là bình an, và Hằng vượt qua được mọi cái không thuận lợi trong cuộc sống. Và mình phải lựa chọn, vì cái quyền năng lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn. Nếu chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải dám nghĩ lớn, và chúng ta phải có những cái ý định lớn và tư duy lớn, tầm nhìn lớn thì sẽ có những kết quả lớn. Nên là ngay cả trong cái suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta cũng phải dám nghĩ lớn, thì chúng ta mới có thể có những cái kết quả và những cái thành công lớn được, đúng không ạ nhà? Và trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú, Hằng thấy có một cái câu rất là hay, đó là bạn là người duy nhất quyết định mình xứng đáng hay không xứng đáng. Tất cả tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Nếu bạn nói bạn xứng đáng, nghĩa là bạn xứng đáng. Nếu bạn nói bạn không xứng đáng, bạn sẽ không xứng đáng. Đó là quyển Bí mật tư duy triệu phú của thầy T.H. Eker cả nhà. Là một trong 3 cuốn sách bộ ba tam giác vàng của bộ ba tam giác vàng của câu lạc bộ Hằng đang tham gia. Đó là cuốn Sức mạnh tiềm thức, Bí mật tư duy triệu phú, Người giàu có nhất thành Babylon. Chia sẻ về những kiến thức về ngành tâm thức, tâm lý con người đấy ạ.
và cái kỹ năng quản lý dòng tiền và những cái tư duy của triệu phú, tư duy của người thành công. Các anh chị có thể tham khảo những cái cuốn sách đó ạ. Và có một cái tư duy là xin chào Bùi Văn Hào, xin chào cả nhà. Có một cái tư duy là suy nghĩ. Khi chúng ta có tư duy thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ và tạo ra những cái cảm xúc, tạo ra hành động và tạo ra kết quả. Ví dụ một người nghĩ rằng một tháng họ chỉ muốn thu nhập lợi nhuận là 20 triệu hay là 30 triệu thôi, thì họ chỉ làm những cái công việc bình thường và tôi được trả lương bằng cái số tôi mong muốn, chứ không, họ cũng không cần phải đọc sách, họ không cần phải chịu sự rủi ro, không cần phải học tập. Và chính vì những cái ý nghĩ đó nó tạo nên cái lựa chọn, mà lựa chọn thì tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả. Và sau khi họ có kết quả là 30 triệu rồi ấy, 30 triệu lợi nhuận trên một tháng rồi ấy, thì họ có thể nói rằng là tôi không đủ tiền để đi du lịch, tôi không đủ tiền để mua một ngôi nhà, tôi không đủ tiền để đóng học phí cho con tôi có điều kiện học ở một cái môi trường tốt nhất, tôi không đủ tiền để mua một cái xe mà tôi yêu thích. Và lúc này thì họ lại cảm thấy mình không hạnh phúc. Và chúng ta có thể hình dung ra cái bài học ở đây. Vậy là một người khác họ nói rằng là không, tôi không chấp nhận cái số lương 20 triệu, 30 triệu tiền lợi nhuận một tháng đó. Tôi muốn có thu nhập 100 triệu, 200 triệu. Đó là tư duy của người thành công các anh chị. Và cũng không phải là cái tôn giáo đạo giáo nào. Khi chúng ta dám nghĩ thì chúng ta mới dám làm. Và chúng ta tìm mọi cách để chúng ta làm được, bằng được điều đó. Vậy thì cái anh này, anh sẽ thấy rằng là anh phải làm mọi cách. Và anh ta muốn có kết quả là 200 triệu lợi nhuận một tháng, thì anh ta phải có cái giá trị của mình, tăng cái giá trị của mình lên. Thì cái thị trường, cái ông thị trường ấy, thì sẽ chi trả cho anh ta xứng đáng với cái kết quả của anh ta trao giá trị cho thị trường. Và anh ta không thể làm cái việc của những cái người mà mong muốn có thu nhập 20 triệu hay 30 triệu được, và cái thói quen của những người đó được, và cái việc làm của họ nó khác, có những cái chiến lược khác, có những cái suy nghĩ khác, họ có tư duy khác, họ đọc sách hàng ngày chẳng hạn, họ nghe những cái người thành công, người giàu có, nghe những cái video về những cái người đó để họ học hỏi, và có thể học hỏi trực tiếp từ những người thầy. Hiện nay thì trên mạng rất là nhiều những người thầy. Đương nhiên là rất nhiều, số đông chúng ta thì nghĩ rằng là trên mạng là không an toàn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người thầy. Và Hằng thấy cái nhóm học tập của Hằng là những người thầy cực kỳ là có tâm sáng, chia sẻ, trao giá trị, zoom sáng, zoom trưa, zoom tối miễn phí các anh chị. Và các anh chị mong muốn được tham gia thì có thể nhắn tin cho Hằng hoặc là nhấn vào link tham gia để các anh chị tham gia trải nghiệm. Nếu mà chúng ta học tập, ứng dụng và đạt kết quả hơn sự mong đợi thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Còn nếu chúng ta thấy chưa phù hợp thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm cho mình những cái cơ hội khác các anh chị. Hằng cảm ơn cả nhà. Và những cái người người ta đưa cái mục tiêu là 200 triệu, 300 triệu một tháng thì anh ta hỏi những cái người thành công là họ đọc sách gì, họ kinh doanh gì, cho tôi làm với, cho tôi học theo bạn với, và tôi cần những gì để tôi đạt được điều đó. Chính những cái suy nghĩ đó sẽ dẫn tới những cái hành động và sẽ có những cái kết quả thành công. Và cách nhanh nhất đó là hãy tìm một người nào đã làm được cái điều đó,
họ đã đạt được những cái điều mà bạn đang mong muốn và học từ họ. Vậy thì chúng ta hãy hãy nghĩ lớn rồi chúng ta hành động, học tập theo những người thành công cả nhà. Cái suy nghĩ của chúng ta đến đâu thì cái lựa chọn và cái hành động của chúng ta đến đó, và dẫn tới cái kết quả của chúng ta nó xứng đáng. Suy nghĩ nhỏ thì chúng ta có những cái hành động nhỏ dẫn tới kết quả nhỏ. Nhưng nếu bạn dám nghĩ lớn, bạn cam kết với chính mình, bạn quyết tâm chứ không phải là bạn muốn. Và những người muốn thì họ có thể không làm được, họ cũng không sao. Nhưng nếu bạn cam kết, tôi nhất định phải làm được, tôi phải đạt được những cái kết quả này, tôi xứng đáng có thu nhập là 200 triệu, 300 triệu một tháng, thì khi bạn định vị mình như vậy và cái ý định của chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ có những cái quyết tâm. Và khi chúng ta đã quyết thì chúng ta không có điều gì là có thể cản chúng ta được. Và đó là cái tư duy của người giàu các anh chị. Và người giàu thì luôn suy nghĩ lớn, và người chưa giàu thì luôn suy nghĩ nhỏ. Và chính bản thân Hằng đã trải nghiệm cái điều này. Hằng học tập phát triển bản thân hơn một năm nay, học cái tư duy của ngành khoa học này. Hằng đã có những cái kết quả. Chúng ta nó không phải là cái tôn giáo hay đạo giáo nào các anh chị, mà những cái trí tuệ này thì Hằng cũng chia sẻ rồi, chỉ có 1% trên thế giới biết đến. Và Hằng vô cùng may mắn mình đã biết đến, nhưng mình còn tiếp nhận được nó và mình học, mình thấy rất là hay và mình rất là đam mê. Nên là Hằng muốn chia sẻ cho nhiều người biết đến để chúng ta cùng học tập và ứng dụng để có những cái kết quả thành công trong cuộc sống. Và Hằng thực sự vô cùng hạnh phúc và biết ơn những cái người thầy của Hằng, biết ơn những cái tư duy này mà Hằng đã được học tập, và biết ơn cái môi trường câu lạc bộ Hằng đang tham gia và đã giúp cho Hằng trưởng thành lên mỗi ngày. Hằng cảm thấy bản thân mình khác một năm ngoái rất là nhiều, mình tự tin hơn. Và các anh chị nếu có theo dõi livestream của Hằng, hôm nay là buổi thứ 12, cái tâm trạng của Hằng nó cũng đã khác những cái ngày đầu tiên, đúng không ạ? Vâng, nên Hằng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của Hằng ngày hôm nay. Các anh chị thấy hay thì các anh chị có thể giúp Hằng chia sẻ cái video này đến nhiều người, thì chúng ta cùng học tập ứng dụng và chúng ta đạt được những cái kết quả về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính các anh chị nhé. Hằng xin cảm ơn cả nhà, và buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Hằng xin kết thúc tại đây. Và Hằng xin chúc cả nhà luôn sức khỏe, hạnh phúc, bình an và tất cả những cái phước lành thành công đến với chúng ta. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào 16:30 ngày mai, ngày 20 tháng 12 năm 2022. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà.